Xin chào bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh HLT Channel. Tôi đang ở Văn Giang, Hưng Yên. Thì đây là đất trồng cây cảnh các bác. Đây các bác có thể thấy là rất nhiều quất, rất nhiều bưởi biết các thứ ở đây. Đấy. Và đây cũng có, hôm nay tôi qua một trại nuôi rơi tầm khoảng quy mô khoảng 40 con. Tôi muốn vào đây để chia sẻ bác không phải là cách chăn nuôi mọi thứ như nào, mà tôi muốn là chia sẻ bác về những cái sai lầm trong cái chăn nuôi bò. Vì là thật sự đối với trại này tôi vào đây cũng qua thấy là lấy được con bò giống nó giá nó cao quá, giá nó rất là cao, và tiếp theo là mua con bò nó không đạt chất lượng, và tiếp theo nữa là cái chuồng trại nó sẽ tối quá, nó tối quá thì nó không được hiệu quả đâu bác. Đó, nó kín, và con bò này nó cần sự thông thoáng mọi thứ. Thì vào đây thì tôi thấy là trại này mua con bò về nó rơi tầm khoảng chắc là chưa đầy, chắc là trên dưới một tạ tí thôi, nhưng mà giá 23 triệu, giá cao quá bạn. Đây dàn bò này bác vừa bán bác mua vừa dàn bò ở đây này các bác này, các bác có thể thấy là hôm nay tôi vào nhân viên đang xử lý về cái vấn đề đó là bệnh chân bò. Đây bọn này là mua 23 triệu hết rồi chị, hay là cái này mới tất luôn. Cả con những con bò này à? Tất tật xô đấy. Ôi ôi cả nhăm cơ. Nhưng mà bà thôi không lấy loại nó bán hết rồi. Vâng. Cái này là về lát nữa em phải xây dựng. Vâng. Em sẽ xây dựng lại quy trình dinh dưỡng của chị để nó cải thiện lại con bò này. Thế về bò này nó bị ho, vừa bị tiêu chảy. Cái này bọn này chắc ở được khoảng tạ, trên một tạ một tí rồi chứ đáng nhiều. Đấy, trên một tạ thì đắt quá, nó quá đắt, 23 triệu của bọn này thực sự là như thế. Đây không phải là em chê đâu, nhưng mà thực sự là mình làm nó phải chuẩn chỉ tí. Thà mua đắt hơn một chút, giả sử như là một loại rơi tầm khoảng tạ 7 đến 2 tạ để nó rơi tầm khoảng 25 26 triệu thôi. Đấy phải. Đấy, biết tiêm rồi đấy, đúng không? Biết tiêm rồi đúng không? Đơn giản mà, thành bác sĩ thú y hết. Dễ hơn tiêm gà. Dễ tiêm gà nhiều. Dễ hơn tiêm gà. Đừng có phát biểu đi đâu. Con bò nhỏ là thì nó vậy thôi. Đúng rồi. Con bò to đánh tím tay luôn. Đó, mỗi bên một mũi cho anh, một bên mũi kháng sinh và một bên mũi thuốc bổ cho anh. Mai em sẽ để lại cho bác một cái lọ, đó là tiêm vừa ghẻ giận run vừa sán lá gan. Vâng. Thì bác mai bác tiêm cho em. Vâng. Tiêm dưới da bác. Rồi. Để lát nữa em sẽ hướng dẫn lại bác. Nhưng mà cái chuồng này thì bác cải thiện lại cho em gấp cái máy, cái tấm trắng nhá, bờ lô trắng nhá. Vâng, vâng, vâng. Phải có quay nước trên mái. Không tối. Vâng, vâng. Chuồng tối này không được đâu. Vâng. Này là mình mua phải con nó nhỏ quá. Con này 90 cân. Con này 90 cân. Nên là mua bò này đó về là thứ nhất là những con bò còi nó kém rồi. Nó kém rồi về thì chắc chắn là mình nuôi nó sẽ có vấn đề. Đúng không ạ? Giả sử như bây giờ là đi bác chị đi nuôi là người ta bắt toàn những con mà nó to nó bắt rồi, còn những con nhỏ này nó về nó đưa cho chị, họ đưa cho chị thì thực sự như thế với chị là nuôi nó không hiệu quả đâu. Bắt về là con lớn đúng không ạ? Còn nhỏ này nó kháng thể nó kém, kháng thể kém thì làm sao? Chắc chắn là chưa phòng bệnh cho chị rồi. Thôi thôi cái này là mình không nói nữa, nhưng bây giờ làm sao mình cải thiện được cái con bò, làm sao nó tốt nó hiệu quả thôi đó. Chứ còn thực sự là chia sẻ với lại bác là mình chắc chắn là trong cái quá trình chăn nuôi là mình phải đó là kiểu là cái đó là cái bài học kinh nghiệm, bài học kinh nghiệm để sau này mình rút ra. Thấy ba cái vấn đề trong trại. Thứ nhất, chuồng trại tối, nuôi bò là nó kín, nuôi bò như thế này là không hiệu quả. Thứ hai là vấn đề đó là chương trình dinh dưỡng. Cái chương trình dinh dưỡng của mình đối với bò con này nó phải chương trình dinh dưỡng khác. Tiếp theo là cái vấn đề đó là con giống. Ba cái vấn đề đó là quan trọng nhất trong quá trình chăn nuôi đấy. Vâng, phải có đất để chăn thả cơ. Nếu mà giả sử chỗ này mà ở bên ngoài này mà chị mượn được chỗ đất thì chị làm cái chuồng thả ra đẹp tuyệt vời luôn mò này. Bò này lẽ ra là chị phải để cho nó tự do luôn, không phải buộc cái này làm gì cả. Ông chồng ấy, ông bảo là nếu mà như thế thì không biết con nào không ăn, không theo dõi luôn. À không, mình phải theo dõi chứ, khi mình cho ăn là mình phải theo dõi chứ, mình bấm số tai. À, bấm số tai là bảo con này số bao nhiêu, con kia số bao nhiêu. Tư vấn cho ông chồng để xem là... Cái này em nghĩ là bây giờ bác lên thả tung ra. Tiêm khó. Ôi, em các trại của em nuôi bò chẳng bao giờ phải tiêm cả. Hãn hữu phải tiêm lắm anh ơi, thực sự chỉ khi tiêm phòng các thứ thôi chứ chẳng bao giờ phải tiêm con bò này kháng thể nó cao. Thực sự là vấn đề là mình chọn lựa mọi thứ con giống nó chưa chuẩn chỉ thế thôi. Vâng. Vâng. Thiến hoạn mọi thứ luôn, từ A đến Z luôn, các thứ. Bò này to là phải thiến nữa, không nó phát triển chậm lắm. Dạ vâng. Cỏ kiếc nhiều lắm luôn. Vâng, thế thì tốt quá rồi gì nữa. Ồ. Đưa cho Bình tiêm. Cái này là chị phải có nước cho nó uống nhá. Trước là xây cái ấy trong rồi nhưng mà nó cũng cày kịch thôi ông đắng. Thế thì bây giờ là mình phải có cái xô các thứ, mình thiết kế cái xô nào để cho nó uống chứ. Một đoạn xô kia vừa rồi cho uống nhưng mà nó cứ cày nhấc bố là không, mình phải thiết kế làm sao phải cho có nước cho uống chứ. Không bây giờ bò này mà không uống nước thì hỏng hết bò đấy. Thế thì bây giờ là chị anh phải bơm nước vào cho máng cho con bò uống đấy. Không được đâu. Bò là phải có nước cho uống. Cho uống lẫn với thức ăn được không? Không. Không được à? Tức là cho ăn xong bắt đầu mình cho uống nước. Xong rồi ăn xong bắt đầu mình đổ nước cho uống. Giả sử như đêm tối hoặc là sáng giữa cái thứ là cho ăn xong là mình phải cho nước cho nó uống. Tôi không để cái này đâu. Em bảo rồi, bây giờ chị là có ba cái sai lầm chính. Thứ nhất là chuồng trại nó hơi kín. Bây giờ chị bỏ bớt xuống để nó thông thoáng cái chuồng. Em nói thật luôn. Ông ấy sợ gió. Kệ nó, không sao cả. Bò này chịu lạnh rất là tốt. Đấy, rồi, tức là tháo bớt dây đây để nó lùa không khí ra ngoài. Kệ tất cả cái này để xuống cho em rơi tầm khoảng 30 phân cho em. Tất cả những cái chỗ này để xuống 30 phân để gió lùa trong này. Không nó kín này suốt ngày bị ho hắng các thứ rồi. Hôm nọ em vào một trại chuồng kín là nó hay, tức là bò cứ ho hắng các thứ nó không phát triển. Tức là nó sau đó là em làm một cái chuồng, thiết kế một cái chuồng ra ngoài để cho nó vận động, cho nó thả ra ngoài ấy. Sau đó con bò không vấn đề gì luôn. Nó rất khỏe mạnh. Chỉ phải bỏ hết xuống. Tức là bỏ xuống 30 phân để cho gió luôn. Không sao cả. Không sao rồi chị ạ. Cho xuống cho em để gió nó lùa vào trong. Để nó có không khí nó ở trong này. Mấy chục phân xuống nhỉ? Khoảng 30 phân cho em. Hơn một khoảng 2 gang tay cho em. Đúng rồi, thông khí. Để này là không được đâu chị. Với thứ hai là lát nữa em sẽ xây dựng lại quy trình dinh dưỡng cho bọn trẻ con này. Tiếp theo là sau này thôi, lách hết những cái, tức là sau này là mình bắt giống là bắt phải chuẩn. Chứ đừng có để cái chơi loại này nó chết đâu. Xay máy thì nhẹ người, xay máy này thì thường nó mệt lắm. Nó thỉnh thoảng lại có cái to lại phải nhặt. Tiêm xong chưa? Bây giờ đầu này thì tiêm, tôi muốn một con thêm một người không? Hả? Thuốc bổ và một mũi và Imucem thôi chứ. Cái thuốc bổ vậy tiêm cho bọn này bao nhiêu c đây? Này hả? 5 cc thì thế được. Còn hai con to thì 6. Mấy con nhỏ này... Mấy nhỏ này tiêm luôn cái kháng sinh đi. Tiêm luôn kháng sinh với này thuốc bổ đi. Thế thì tiêm cả đàn luôn đi. Không bọn này là tiêm đây, cả con bò sữa này nữa, còn 3 con này không cần. Không, tiêm cái này là tiêm cho em đó là cái con này dính ký sinh trùng máu. Tiêm cho em ký sinh trùng máu cho em. Vâng, đúng rồi. Còn sau này đến mai bắt đầu anh tiêm cho em lại cái Sanagan với ghẻ giận run cho em. Bọn này này. Bọn rơi tầm khoảng trên 2 tạ này. Vâng. Đó. Vì vậy trong quá trình chăn nuôi thì các bác phải để ý cái vấn đề đó nha. Thứ nhất là cái chuồng trại mình làm phải chuẩn chỉ. Thứ hai là con giống, quan trọng nó là con giống. Tôi thấy vào nhiều trại mua con giống nó vớ vẩn quá các bạn. Nó sợ luôn. Mà nó đắt nữa. Các bác chẳng bao giờ tham khảo. Mình bảo rồi nuôi 10-20 con các bác tự đi vào dân bác chọn. Nếu mà giả sử như cái số tiền 23 triệu mà mua cái dàn này, các bác mua được cái dàn rơi tập khoảng tạ 6 tạ 7 chứ không phải một tạ 90 cân như này. Và tiếp theo đó là cái quy trình dinh dưỡng là các bác phải làm nó sao đầy đủ. Mình bảo rồi, gốc cỏ già quá là các bác cho ăn. Và giai đoạn này các bác sử dụng cám bò cho tôi. Đó. Tiếp theo là các bác nếu mà có bã bia các thứ rồi các bác cho ăn thêm cùng nữa càng tốt. Trẻ con rồi các bác phải sử dụng những cái loại thức ăn nó ngon nhất, chất lượng nhất cho con bò thì nó sẽ hiệu quả hơn. Bò này là bác mới bắt đây à? Con bị bắt cũng một vài 3 tháng rồi con mới bắt. Giống hơi nhỏ không? Giống này hơi nhỏ. Này bắt là bao nhiêu tiền một con đây? Hơn 20 con. Hơn 20 con. Bác nuôi lâu chưa bác? Bác tưởng mới nuôi bò này đấy. À tới à? Tới thì nuôi bò lằng nhằng chứ cũng lâu rồi. Vâng. Nhà 3B tớ nuôi được 1-2 lứa rồi. À đấy. Bây giờ nuôi ít, nuôi mấy con một thôi. Vâng. Thế còn cái bọn bò Úc này là tập này thì tớ nuôi nhiều. Vâng. Bò nuôi cố đấy cái lứa này không đấy là xây lại chuồng mà. Đây những con bò Úc này là bác mua đâu? Mua đây. Giá trước bác nuôi được lâu chưa? Hay mới? Cũng mấy tháng rồi. Mấy tháng rồi à? Bò này là trước là bác bắt giá bao nhiêu? Bắt nó cũng mấy con thì bắt hơn 20 con chứ. Còn con này bắt 20 một con. Bò này là 20. Với bò này thì cháu không nói được. Bò này thì nó sẽ kém hơn. Bò này sau này là vỗ mạnh vào là thịt nó sẽ tốt hơn đấy. Thịt nó sẽ to hơn. Vâng. Bây giờ bắt đầu. Bò này là bác không bắn à? Không. Này là bác phải bắn chứ. Không nó cũng vâng. Và chia sẻ bác là cái chuối này bác cũng cho ăn hạn chế thôi. Vì cháu biết là bây giờ là hiện tại là không có cỏ, nhưng mà cơ bản là chuối này mình cho ăn hạn chế thôi, bởi vì nó rất là nhiều nước. Mà nước thì nó gây ra rối loạn tiêu hóa, bởi vì là đối với chuối là trên 90% nó là nước. Vâng, nó gây ra rối loạn tiêu hóa, nó có cảm giác nó giả. Tức là khi con bò ăn vào nó cảm giác nó giả, và khi ăn chuối vào nó rất là sơ lông các thứ. Nó không được bóng mượt mọi thứ đâu. Và chỉ cho ăn chuối vừa xong còn vâng. là thêm ít cỏ rồi là chủ yếu dơm. Vâng, vâng. Rồi bã đậu rồi bã bia. Đấy. Vâng. Cây chuối thì cũng không có mà vâng. Chứ không phải là có đâu. Vâng. Cái chuối này thì bã rượu thì cháu không khuyến cáo cho ăn nhiều quá. Với lại giả sử chuối này cháu cũng không khuyến cáo cho ăn nhiều quá. Bã rượu độ pH rất là thấp. Mà nếu mà mình cho ăn nhiều bã rượu nó gây ra ức chế vi sinh vật trong cái dạ cỏ, và có thể là diệt vi sinh vật trong cái dạ cỏ. Nên nó không tốt đâu ạ. Bã đậu thì rất là tốt, nhưng quan trọng là bã đậu phải tươi. Vâng vâng. Còn nếu mà giả sử như bã đậu khô, à quên, bã đậu mà mình để rơi tầm khoảng quá 7 ngày hay 1 tuần chẳng hạn thì nó chua thì hỏng hết. Không có đến ngày thứ hai. Không quá ngày thứ hai. Vâng. Ô xong rồi à? Này nhá. Bên này đâu mà. Bên này bán gì vậy? Đây vừa bắn xong hormone bọn này qua đây. Quy mô hộ gia đình thôi. 3-40 con. Nói chung là bắn hormone này thì chỉ những con nào rơi tầm khoảng 3 tạ rưỡi trở lên thì bắt đầu mình bắn nó sẽ hiệu quả. 3 tạ rưỡi lên gì? Vâng, 3 tạ rưỡi lên nó mới hiệu quả. Vâng. Trộn lẫn tất cả các loại với nhau ấy, tốt đấy. Vâng vâng vâng. Vâng vâng vâng. Tốt đấy. Vâng vâng. Này là một ngày cho ăn mấy cân bã đậu ạ? 5 cân à? Được, mùa này thì cơ bản là có gì cho ăn cái đấy thôi, vì cũng không thể đó là chọn lựa được. Mùa này thì chỉ có bã bia, bã đậu, cây chuối, cỏ. Cây chuối này là thực sự là mình cho ăn nó là nó gây ra hiện tượng no giả, nó giả. Toàn nước là nước mà. Nước. Không, cái này của em hiện tại bây giờ là bã đậu, bã bia, cám, dỉ mật đường, cám ngô, mấy cả mạch, mấy cám viên. Nói chung là một ngày trung bình bò này bây giờ em vẫn đang đổ vào nó khoảng tầm 30.000 con. Ừ. Đấy, bên con mà lúc nào mà thúc thì em đang lấy rơi khoảng tầm 70.000. Nhưng bọn này thúc hết được rồi. Vâng. Nhưng con này em đang đổ khoảng tầm 50.000. Bọn này thúc hết rồi. Trộn lẫn tất cả loại cho. Trộn lẫn như này ăn nó đỡ chán, đỡ ngấy. Thì con bò nó sẽ phát triển rất là tốt. Còn nếu mà mình giả sử như bây giờ mình không trộn lẫn này là ăn. Dạ vâng. Dạ vâng vâng. Con bò này là bò giống bò ngoại mà. Máu ngoài nó nhiều. Tốt. Còn duy nhất là 2 con man này thôi. Dương nhất con này anh ạ. Dạ. Con này ăn như lợn luôn. Có tất cả đồ thừa của chúng ta, con nào là dùng này con này được. Vâng. Táng sau. Bây giờ những con ngoài cùng là những con mà kiểu dạng như lợn ấy. Vâng. Cái tạng này là bác cũng mua trên 20 triệu đấy à? Mười mấy triệu. Mấy tháng rồi. 10 tháng rồi. Cái bọn con bò này mới mua hả bác hay là? Con này mới mua trên đấy thôi. Đây á? Giá bao nhiêu ạ? 43.570. Bao nhiêu tiền một cân ạ? Tính cân à? 100.000 đồng một cân. Nếu mà bò nhỏ này là 100.000 một cân là cũng khá là đắt rồi. Vì bò này con này được 4 tạ không á? Làm gì được? 4 tạ 4. À. 4 tạ 4. Nếu 4 tạ 4 là 100.000 đồng một cân. Cứ bà rơi 100.000 đôi nói 100.000. Dạ. Nhưng nếu như mà 100.000 mà bò ở trên núi nhiều con này là nó chưa ăn cám. Bác có phải tách những cái con bò to này nó một khoang cùng nhau, một cái chuồng cùng nhau. Con to này này. Bởi vì là mình sẽ cho ăn cái chế độ khác mà bác. Chứ không thể là con nhỏ như này mà mình cho ăn bằng cái chế độ con to này được. Nó không ăn hết và nó gây lãng phí. Và quan trọng con bò to này có thể là cho ăn đến rơi tầm khoảng, nếu mà vỗ bác vỗ thì rơi tầm khoảng 5 đến 6 cân cám một con một ngày. Nhưng bò này chỉ cho ăn rơi tầm khoảng 2 cân thôi. Vâng đấy. Còn cái bò này như thế bác là giai đoạn này là giai đoạn nó phát triển khung kia các thứ này. Đấy. Đây bác, đấy là mô hình chăn nuôi lông hộ đó. Quy mô 3-40 con. Và thực sự chia sẻ bác là bây giờ là không có thức ăn đấy, vì vậy là cải chuối, bã đậu mọi thứ. Để tận dụng được các bạn. Rồi review qua cái chuồng trại các thứ thế độ bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong cái video lần sau ạ.